đi khám tổng quát thì em đi như là coi nếu mà có cách nào mà chữa cho em lành hẳn chút, em kiếm sở khác em làm, em có tiền nhiều hơn rồi bây giờ. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp á cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng quay trở lại hoàn cảnh gia đình của em Thành, một chàng trai không may bị một tai nạn giao thông. Thì bây giờ em lại bị bệnh khá là nặng và vợ là em Nhung, một cái cô gái khá là xinh đẹp, chỉ vừa tròn 18 thôi cô bác quý anh chị. Sau khi được chị Tiên á giúp đỡ từ gầm cầu dọn lên đây sinh sống thì dọn lên đây cũng khoảng 3 ngày rồi. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay trở lại thăm coi cuộc sống hiện tại gia đình của em như thế nào. Và nghe nói rằng hôm nay thì Thành không có đi bán vé số, vô không có số hay như thế nào á. Anh chào em nghe Thành. Nay em không đi bán vé số hả? Dạ, tại vì em mới lấy xe về bỏ nhà, rồi em có điện mà điện trễ, trễ giờ lấy, rồi em mới ở đây. Cái sinh sống của em giờ cái nó bị chệch rồi, nó dở nhất, ngủ không được. Còn đêm em mất ai ông bên rồi. Rồi hổm dài hai vợ chồng với lại bé ngủ ngon không? Dạ ngon anh. Ngon hả? Dạ. Nhung. Em cũng ngủ ngon, yên tâm, không có xe tiếng ồn. Dạ hả? Ê bé. Bé cũng ngủ ngon. Tối bé có cười quậy đâu không em? Không. Không hả? Ít có khóc. Rồi Thành là có đi bán vé số gì không? Dạ không, tại vì mấy ngày nay thì em mới vừa lấy xe về, dưới cái thứ hai em điện thầu số quá trễ, trễ lấy số. Rồi cái thứ hai rồi giờ cái lưng của em giờ nó nhức quá, không biết làm sao mà em ngồi cái chiếc xe đây, không biết chạy thì cũng không dám chạy mà ngồi cũng không dám ngồi. Cái sức khỏe em bây giờ sao Thành? Dạ thấy cái lưng của em giờ sao thấy nó yếu quá, yếu hơn trước. Trước em còn chống đi bình thường, sao giờ em yếu, Dạ. đi không muốn nổi. Nhung thì dự định thời gian tới em có buôn bán về không Nhung? Có, em định là buôn bán về ở nhà để con buôn bán nha. Bán nước mía với cà phê đúng không? Sau khi dọn lên đây sống thì cái cảm giác của mình như thế nào Nhung? Em cũng thấy vui, với nó không có mưa Ngủ ngon hơn rồi. Anh thấy nhà mình là hiện nay là đèn thì cũng có đầy đủ rồi đúng không? Nước thì cũng có đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì cái phần trang thờ hôm trước là em điện cho anh đó. Thì chừng nữa mình làm cái trang thờ ha, cho nó ổn định để có mình tối thắp hương cho cái ngôi nhà của mình nó được ấm cúng hơn. Chứ không có thắp hương thì mình cảm thấy nó hơi hơi bị lạnh lẽo tí xíu. Đúng không? Có ông đệ hiện tại mà nhỏ nó lỡ nó quậy nó leo lên nó ngồi nó quậy hoài. Vậy là Nhung thích bán nước mía rồi đúng không? Để anh biết anh là nói với chị Tiên. Rồi hôm ngày có coi lại cái clip của hai vợ chồng mình không? Dạ có. Hay sao? Dạ thấy cũng vui, Vui. vui được trong lòng, được lên nhà mới. Còn ở dưới Gò Gầu thì thấy coi thì em cũng thấy buồn buồn. Hiện nay là còn được nhiều tiền không? Em cũng không biết vợ em giữ, em cũng không biết được. Nhung giữ hả Nhung? Dư tiền nhiều quá thì mình gửi vô tài khoản. Em đâu có làm cái tài khoản. Vậy hả? Thôi bây giờ chắc có lẽ là hai vợ chồng cho anh đi vô tham quan ngôi nhà mình lại cái đi ha. Dạ. Thành đã có đau không? Có đau thì em ngồi ở đây. Đau đau xương sống đúng không? Đây ngôi nhà Nhung ở cũng khá là sạch sẽ, còn đây là cái chổng hôm trước ở dưới gầm cầu. Cái này em thường xuyên quét dọn hả Nhung? Bé đang ngủ. Bé ngủ có hầm hì gì lắm không Nhung? Vậy Có bệnh gió là bé nó ngủ yên tâm. hả? Có sữa đồ để dự trữ đầy đủ hết không? Có. Đầy đủ hết ha. Em mua cái nệm đó nhiêu Nhung? Em mua 300
Mua 350, người ta chở về cho mình. Dạ, người ta chở về cho mình luôn. Có mua miếng ga ấy không? Có. Có luôn hả? À, có một cái tủ âm tường nên là nữ là hai vợ chồng cũng tiết kiệm tiền mua tủ ha. Dạ. Có tả đồ đầy đủ hết kìa. Có, mới tả. Hồi sáng, hồi chiều là hai chồng mới đi mua cho bé đó. Nhiều? Mua tả đó là tới 350. Như hả? Mua nguyên một bịch đó. Ừ. Tối là mấy giờ chồng mới, con cái mới ngủ? Cỡ 6-7 giờ là ngủ rồi. 6-7 giờ là ngủ hả? Dạ, à. Ngủ quen rồi. Ngủ sớm? Ừ. Đây là cái không gian bếp của mình. Mua đồ đầy đủ, nước tương, nước mắm đầy đủ hết kìa. Ở cái sống chén mới là đâu có hả Nhung? Dạ, sống chén đó là ở dưới đem về đây. Ở dưới hôm trước mình ở gầm cầu là có rồi đúng không? Có. Ừ. Có bếp ga nhỏ. Bếp ga nhỏ nó hiện của bà dì rồi mới cho. Mới cho luôn hả? Nồi cơm. Nồi cơm thì cũng ở dưới đem về. Ừ. Chưa ăn cơm hả? Hai chồng nấu cũng chưa có ăn. Cơm với gì? Cá tra. Dạ. Tra kho. Đây là cá tra nấu chua rau muống hả? Dạ. Một ngày vậy là hai vợ chồng tiêu xài khoảng bao nhiêu tiền? Cũng tại vì 100 mấy 200 mà. Một ngày 100 mấy 200. Dạ. Mua đồ giặt thiếu gì mình mua cái nấy nữa. À, mấy ngày nay thì nó thiếu gì mình mua nấy. Dạ. Với lại mua tã sữa cho em bé đúng không? Dạ. Ừ. Rồi. Anh thấy nhà bồn chị Tiên nói cái nhà vệ sinh của mình á. Dạ. Là nó bị thấp thì Thành đi sao? Thành đi thì anh cũng ngồi chạch xuống. Anh ngồi chạch xuống rồi nhớ khi anh đi không nổi cái kêu em ra đỡ anh ngồi vậy. Ừ. Ngồi vậy đi vô. Ừ. Đi ra ngoài trước, bóng đèn này anh thấy hơi tối nhung. Dạ. Nếu như có điều kiện thì mình sẽ chuyền một cái dây đèn led riêng. Dạ. Để cho nó sáng vừa tiết kiệm điện, bởi vì bóng đèn này nó tối quá. Ừ, cho khi nào mình không xài thì mình tắt điện. Ô, cái dây điện này em để sao để vậy? Em phải chuyền lên trên chứ. Tại cái ông chủ kia để đỡ. Nhưng mà em không được chuyện gì, lỡ này nó kẹt vô nó cắn rồi sao? À. Em hiểu không? Mình truyền lên trên này nè. Em hiểu không? Truyền lên thòng xuống. Truyền không được. Truyền cái nó cũng gớt xuống rồi. Có nghĩa là cái này em thọt lên trên, em hiểu không? À. Ở trên này luôn chứ không phải ở dưới này. Yeah. Ừ. Nguy hiểm. Nói chung là một cái phòng này mình sẽ bỏ trống hả Dung ha? Dạ, cái phòng này bỏ trống không có gì. Thành thì cho ngồi nghỉ ngơi tí xíu. Mai này anh Sự cũng sẽ ghé thăm hai vợ chồng. Có một cái phần quà cũng khá là lớn cho hai vợ chồng luôn á. Chị Tiên gửi. Chị Tiên mà ở Mỹ mà chị hỗ trợ cho mình cái phần nhà trọ nè. Rồi thời gian tới chị Tiên sẽ đồng hành với mình. Bây giờ cái xương sống anh em là bị... có nghĩa là nó nhức hơn lúc trước rồi đúng không? Dạ, nhức nhiều hơn. Nhiều hơn. Thì em có muốn đi khám tổng quát một lần không? Nếu mà đi khám tổng quát thì em đi như là coi nếu mà có cách nào mà chữa cho em lành hẳn. Em kiếm sở khác em làm, em có tiền nhiều hơn lôi cho em. Là sau khi mà anh xong việc ở bên... anh đang giúp đỡ một cái hoàn cảnh nữa. Dạ. Thì sau khi anh xong việc cái hoàn cảnh đó, các nhà xong rồi đó, thì anh với em sẽ đi lên đó. Em ngồi xe được không? Em ngồi xe con ngồi không được. Ngồi không được hả? Sao Thành? Tại xe này thì em ngồi em tự lái được. Còn xe kia thì ngồi thì em ngồi thì cái chân em gác không có được, co lại không được. Ừ. Nó cứ nghe chừ. Như hả? Dạ. Có anh ngồi với cái xe cấp cứu rồi thì ngồi được. À, vậy là chắc có lẽ là mướn một cái chiếc xe cấp cứu cho em nằm lên. Em nằm ở đó thì em nằm được. Dạ. À, anh ngồi cũng được á, anh ngồi thì như khi anh dựa vô cũng được á. Ừ. Thì chừng nữa có gì nếu như mà đi á thì anh sẽ liên hệ một cái chiếc xe cấp cứu cho em. Dạ. Thì em ngồi trên xe, nằm trên cái chiếc xe cấp cứu đó đó. Và em lên đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình, chụp hình siêu âm gì đó tổng quát hết. Dạ. Coi
khám ra một lần coi mình bị bệnh gì. Yeah. Ha. Thì chắc cũng có lẽ là không lâu lắm, trong vòng một tuần trở lại thôi thì mình sẽ đi lên đó. Sau khi biết cái bệnh tình của mình có một cái phương án điều trị ổn định đâu đó đàng hoàng, thì có thể là cho Nhung sẽ một cái cơ hội để mà cho em buôn bán. Ha. Nè, anh trao đổi với em như thế này nè. Trước đây không biết là em có nhậu uống rượu không? Dạ không, em đi làm bình thường, không có nhậu gì. Bây giờ có uống rượu không? Dạ, uống thì lâu lâu mới uống, còn mấy ngày đi làm vô làm em không uống. Bây giờ cũng có uống đúng không? Dạ, uống mà ít, mà không uống. Tại vì em về đây rồi em hạn chế nhất quá rồi, em hạn chế rồi. Nhưng mà sau khi bị té thì em có uống hả? Sau bị té thì em còn đi đứng thì em có uống. Ừ. Còn sau này bớt lại. Ừ. Em không uống nữa. Ừ. Tại anh thấy bình luận á là người ta nói em là có uống rượu. Dạ. Và chắc có lẽ là vòng vòng ở sớm hay là như thế nào anh không gành. Dạ. Nhưng mà trong bình luận nói là em là có uống rượu. Dạ, uống rượu thì có. Ừ. Còn cái bữa mà em bị tai nạn đó là em không có uống miếng nào. Nhưng mà trước đó là lúc còn thanh niên là em vẫn có uống đúng không? Dạ, có. Ừ. Còn ngày hôm tai nạn là không có. Dạ. Tai nạn là sao anh quên rồi, lúc đó là sao? Dạ, em đi trên đường đi về. Đi làm công ty về. Ừ. Rồi xe nó tông. Ừ. Rồi trước đó là em bất tỉnh rồi, em đâu biết gì nữa. Là không được khám tổng quát một lần nào hết. Dạ. Hiện nay thì em còn uống rượu nhiều không? Dạ không, ít. Dạ hả? Dạ. Anh nói thiệt hay nói dốc Nhung? Anh uống ít xịu rồi, anh đâu có lâu lâu thì như có đám tiệc thì anh mới uống. Anh uống nhiều không? Nửa lít không? Không, uống ít. Nhất á, là thông báo cho em rằng sau này sẽ cho em khám tổng quát. Có thể là anh sẽ thay mặt cho chị Tiên ở Mỹ á, cho em đi lên Sài Gòn khám tổng quát một lần. Dạ. Tại vì dù sao thì em chưa có khám để mà biết bệnh tình của mình thì mình đâu có biết để mình chữa. Yeah. Cái thứ hai á là nếu như Nhung có trí thú làm ăn á thì chị Tiên cũng có thể hỗ trợ cho em. Nhưng mà những cái hỗ trợ của chị cũng như là của tất cả các mạnh thường quân á là hỗ trợ bằng vật chất, còn về tinh thần, về sự cố gắng là do bản thân của mình. Có vực dậy được hay không là do bản thân của mình đó. Để thôi mình xuống gầm cầu mình sống, mình thấy lúc đó mình tội lắm. Bây giờ chỉ mong chờ ngày đi khám bệnh thôi. Khám bệnh xong có kết quả thì về nhà mình tính tiếp. Ngày mai thì anh sẽ ghé thăm lại gia đình mình một lần nữa. Bây giờ có muốn nói lời nào với lại chị Tiên và cũng như là tất cả các mạnh thường quân của tất cả các bạn đã hỗ trợ mình không? Dạ, em cũng cảm ơn chị Tiên ở Mỹ đã giúp đỡ cho em được lên trọ, thì em có cuộc sống thật là vui. Ừ. Thì em cũng gửi lời cảm ơn chị Tiên ở Mỹ, chúc chị có nhiều sức khỏe bước qua năm mới. Ừ. Thật nhiều hạnh phúc. Ừ. Rồi có lời hứa gì với chị không? Dạ thì em có hứa là một tình của em là sau này em không có gối gụng nhào nhạt, em từ. Em từ luôn? Dạ. Tại vì chị Tiên bên Mỹ điện cho anh mới biết chứ anh cũng đâu có biết đâu. Dạ. Rồi em có ước muốn gì không, nói đi rồi tất cả các cô chú nghe. Thì em cũng ước muốn là em buôn bán phụ tiếp chồng. Dạ. Để kiếm tiền để mà mua sữa cho con uống đúng không? Dạ. Thôi thì gia đình thứ nhất á là khi được mạnh thường quân giúp đỡ thì mình cũng nên tiết kiệm cái tiền bạc của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giữ gìn sức khỏe. Và cái thứ ba là đừng bao giờ làm cho các chị cũng như các cô các chú mạnh thường quân thất vọng về mình hết. Thành anh chỉ có biết nói vậy thôi, tại vì cuộc sống là của hai vợ chồng em, của sự riêng tư của gia đình của mình. Anh gửi lời khuyên vậy thì em có buồn anh không? Dạ không, là thì cái đó là nhắc nhở cho em Út. Để sửa lại, chứ không phải là mình biết là cái thân mình bệnh. Không có thể là mình giàu. Hôm nay anh vui lắm rồi. Sao vui?
ở dưới gầm cầu thì buồn không nghe nói chuyện hết, về về đây cái vui tươi cười giỡn giỡn nữa hả? Ở đây là lo hết một năm rồi đó. Nếu như mà chị, mấy chị, tất cả các mạnh thường quân mà thấy mà em không tốt thì các chị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho em. Dạ. Đặc biệt là nếu như bệnh em mà có khả năng mà chữa đó, hết đi khỏi á, thì em có lao động nhiều tiền hơn nữa, thì lúc đó mình càng phấn khởi hơn. Dạ. Tại tuổi đời của em cũng còn khá là trẻ, mới có 27 đúng không? Dạ. Mới 27 tuổi thôi. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân. Và xin chân thành cảm ơn chị Tiên đã ủng hộ cho hoàn cảnh của em Thành nói riêng và tất cả các hoàn cảnh khác nói chung. Xin chúc chị cùng gia đình sức khỏe an lạc. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chúc quý mạnh thường quân, các cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này có một sức khỏe dồi dào. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và nhớ là hãy luôn theo dõi Bùi Hồ để xem sự tiến triển của gia đình của em Thành nói riêng và những cái gia đình mà đã được sự chung tay giúp đỡ của tất cả các mạnh thường quân. Xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị ạ. Rồi chào em.